Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý. Mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Chấm dứt hoạt động trung tâm đăng kiểm tái diễn vi phạm. Chính phủ Australia tài trợ nghiên cứu về COVID-19 kéo dài. Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Châu Thành. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với hai nội dung chính, gồm tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phát triển văn hóa và con người và học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phát triển văn hóa và con người Châu Thành hiện nay. Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với công nhân lao động và đại diện người sử dụng lao động trên địa bàn huyện. Tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Tươi đánh giá cao việc các cấp công đoàn đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phối hợp với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Tại hội nghị, các công nhân lao động cán bộ công đoàn đã trực tiếp đặt câu hỏi xung quanh các nội dung như chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, chính sách nhà ở cho lao động nhập cư để giữ chân người lao động, tình trạng cho vay nặng lãi, cho vay tín dụng đen, tình hình trộm nóng tại các khu nhà trọ gây mất an ninh trật tự và an toàn xã hội. Huyện Thạnh Hóa tổ chức chương trình gặp gỡ đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với thanh niên năm 2023. Tại chương trình, có nhiều ý kiến kiến nghị của các đoàn viên thanh niên xoay quanh chủ đề thanh niên Thạnh Hóa với chuyển đổi số. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào những thuận lợi và khó khăn của thanh niên trước công cuộc chuyển đổi số, vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia công cuộc chuyển đổi số, định hướng cho thanh niên tạo cơ hội nghề nghiệp việc làm trước chuyển đổi số. Trong đó, các đoàn viên thanh niên đặc biệt quan tâm về những giải pháp để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng, nguy cơ rủi ro tăng cao do xu thế kết nối số và sự phổ cập của thiết bị công nghệ số. Đồng thời, các đoàn viên thanh niên cũng có những đề xuất kiến nghị, ý tưởng mới của thanh niên xoay quanh chủ đề của buổi đối thoại. Thưa quý vị, hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống bệnh sốt xuất huyết, các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch bệnh. Huyện Đức Hòa tổ chức lễ phát động toàn dân thực hiện tổng vệ sinh môi trường và tuyên truyền người dân về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại thị trấn Hậu Nghĩa. Tính đến ngày 27 tháng 4 2023, toàn huyện Đức Hòa có 391 ca sốt xuất huyết, tăng 1,3 lần so cùng kỳ 2022, không có ca tử vong. Tuy nhiên, theo dự báo ngành y tế, khi mùa mưa bắt đầu, nếu không chủ động phòng chống sốt xuất huyết, số ca mắc có khả năng tăng, diễn biến nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Sau lễ phát động, các đại biểu đã diễu hành trực quan trên các tuyến đường chính, các địa bàn tập trung khu dân cư của thị trấn nhằm kêu gọi mọi người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng chống sốt xuất huyết. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh tổ chức lễ phát động chiến dịch diệt đăng quang hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Đến nay, toàn huyện Tân Thạnh ghi nhận 49 ca sốt xuất huyết dengue, tăng 40 ca so với cùng kỳ năm 2022. Không ghi nhận trường hợp tử vong, số ca sốt xuất huyết dengue nặng đang gia tăng trên địa bàn huyện. Sau lễ phát động, các đại biểu tham gia diễu hành tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết trên các tuyến đường nội ô thị trấn Tân Thạnh. Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường tổ chức phát động và triển khai chiến dịch diệt lăng quăng hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue trên địa bàn năm 2023. Được biết, thị xã Kiến Tường đã ghi nhận 42 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022. Ngay sau lễ phát động, ban tổ chức đã diễu hành qua các trục đường trung tâm thị xã Kiến Tường để truyền thông chiến dịch và triển khai hoạt động diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Thưa quý vị, và cùng các hoạt động kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975 30 tháng 4 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức triển lãm Tự hào một giải biên cương thành phố Hồ Chí Minh 48 năm vững niềm tin, giàu khát vọng, năng động, sáng tạo, tự hào tiến bước.
triển lãm ảnh với chủ đề tự hào một dải biên cương Thành phố Hồ Chí Minh 48 năm giữ niềm tin, giàu khát vọng, năng động sáng tạo, tự hào tiến bước diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 tại 4 địa điểm là phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Nam Sơn, tuyến đường Đồng Khởi và cung văn hóa lao động quận nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 400 hình ảnh được giới thiệu tại cuộc triển lãm đã truyền tải những hình ảnh giàu cảm xúc, phản ánh sinh động vẻ đẹp của quê hương đất nước, nhất là vẻ đẹp của đường biên giới quốc gia và văn hóa cảnh sắc của con người khu vực biên giới. Bên cạnh đó, triển lãm cũng điểm lại cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thành phố Tân An vừa tổ chức lễ khánh thành công trình đường cờ Tổ quốc tại tuyến đường Võ Duy Tạo, xã Lê Bình Nhơn, thành phố Tân An. Đây là sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau hơn một tháng triển khai, công trình đường cờ Tổ quốc tại tuyến đường Võ Duy Tạo, xã Lợi Bình Nhơn đã hoàn thành. Tổng chiều dài là 1 km với 300 lá cờ Tổ quốc. Đây là đường cờ đầu tiên được thực hiện trên địa bàn thành phố Tân An. Đoàn xã cũng sẽ phát huy tuyến đường và vận động người dân xây dựng cái tuyến đường cờ tuyến đường khác còn lại trên địa bàn xã Lâm Nhơn. Công trình đường cờ Tổ quốc do báo Người Lao Động thực hiện là một phần của chương trình Tự hào cờ Tổ quốc, với mục đích hướng đến tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về lòng yêu nước, trân trọng và tự hào về Tổ quốc. Ban Thường vụ Thành đoàn Tân An sẽ tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình công trình tuyến đường cờ đến các đơn vị xã phường còn lại trên địa bàn thành phố Tân An, góp phần tạo vẻ mỹ quan các tuyến phố đường quê, nâng cao các cái tuyến đường văn minh và cũng như là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố. Trong hoạt động khánh thành công trình đường cờ Tổ quốc, thành phố Tân An tặng quà cho 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt với tổng kinh phí trên 15 triệu đồng. Qua đó giúp các em học sinh tiếp tục phấn đấu, vượt qua hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt hơn. Chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, Bộ Công an có báo cáo gửi Quốc hội giải trình về dự án luật căn cước cũng như cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi. Báo cáo nêu rõ, việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi là không bắt buộc và thực hiện theo nhu cầu của người dân. Hiện đã có sự thay đổi về công nghệ thu nhận sinh trắc học của con người thay thế cho dùng mực lăn tay, chỉ bảng, nên có thể thu nhận được vân tay của người từ đủ 5 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, việc cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi cũng phù hợp với quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan. Bộ Công an cũng đánh giá việc này bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho người dân tham gia các giao dịch dân sự, nhất là giao dịch thiết yếu phục vụ cuộc sống, mang lại nhiều hiệu quả về lợi ích kinh tế xã hội khi thực hiện quy định này. Bộ Giao thông vừa có chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra. Nếu phát hiện các trung tâm đăng kiểm tái diễn vi phạm, sẽ chấm dứt hoạt động kiểm định vĩnh viễn. Thời gian qua, Cục Đăng kiểm Thanh tra Bộ đã quyết liệt vào cuộc triển khai nhiều giải pháp phòng chống tiêu cực, xử lý các hành vi tiêu cực, lợi dụng ùn tắc đăng kiểm để trục lợi, nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thanh tra Bộ phối hợp với địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân. Nếu phát hiện các trung tâm đăng kiểm tái diễn vi phạm, sẽ chấm dứt hoạt động kiểm định chính diễn để răn đe. Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay. Cụ thể, yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5 tại các cảng hàng không, sân bay, gồm Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Cam Ranh và các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại khu vực các cảng. Yêu cầu các cảng hàng không xây dựng phương án phục vụ, có kế hoạch tăng cường nhân lực, đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân. Chính phủ Australia sẽ cấp 50 triệu đô la Australia, tương đương hơn 33 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Tương lai Nghiên cứu Y học cho việc nghiên cứu di chứng hậu COVID-19. Theo Bộ Y tế và Chăm sóc người cao tuổi Australia, việc cấp khoản kinh phí 50 triệu đô la Australia sẽ giúp tăng hiểu biết về hội chứng COVID kéo dài, đồng thời cung cấp bằng chứng để hoạch định chính sách dẫn phó y tế. Thông báo này được đưa ra trùng thời điểm Quốc hội Australia công bố báo cáo về các tác động y tế, kinh tế và xã hội của hội chứng COVID kéo dài. Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa
COVID kéo dài là hiện tượng các triệu chứng bệnh tiếp diễn hoặc phát hiện những triệu chứng mới 3 tháng sau khi nhiễm virus. Các triệu chứng này kéo dài ít nhất 2 tháng. Với lộ trình cắt giảm 7.000 nhân sự để tiết kiệm khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ, hãng Walt Disney bắt đầu đợt sa thải hàng loạt thứ hai với hàng nghìn nhân sự bị đào thải trong tất cả các mảng kinh doanh. Cụ thể, Walt Disney sẽ cắt giảm tổng cộng 4.000 việc làm. Tuy nhiên, các nhân viên làm việc theo giờ tại các công viên và khu nghỉ dưỡng sẽ không bị ảnh hưởng. Đợt cắt giảm thứ ba được cho là sẽ vào đầu hè này. Walt Disney đã công bố kế hoạch giảm quy mô nhân sự vào tháng 2, cùng với việc tái cơ cấu doanh nghiệp và trao lại quyền ra quyết định cho các lãnh đạo phụ trách mảng sáng tạo của công ty, từ đó thiết lập cách tiếp cận hiệu quả hơn trong doanh nghiệp. Kế hoạch được công bố sau khi dịch vụ phát trực tuyến Disney Cộng, một công ty con của tập đoàn này, ghi nhận lượng tài khoản thuê bao giảm lần đầu tiên trong quý tư năm 2022 do khách hàng tiết kiệm chi tiêu. Số liệu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vừa công bố cho thấy nền kinh tế nước này đã tránh được suy thoái trong quý 1 năm nay sau khi bị suy giảm nhẹ trong quý trước đó. Cụ thể, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 0,3% trong quý 1, đảo ngược mức suy giảm 0,4% ghi nhận trong quý trước đó và tránh được nguy cơ suy thoái kỹ thuật. So với cùng kỳ năm ngoái, kinh tế Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng 0,8%. Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á phục hồi là nhờ xuất khẩu tăng trưởng tốt so với quý trước, kết hợp với nhu cầu trong nước cũng tăng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của cả năm có thể sẽ chậm lại và chỉ đạt khoảng 1,6%, nối dài chuỗi đà giảm sang năm thứ hai liên tiếp. Năm ngoái, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,6%, giảm so với mức 4,1% của năm 2021. Các nhà khảo cổ học Peru thông báo vừa phát hiện một xác ướp có niên đại lên tới hơn 1.000 năm tuổi tại nước này và được bảo quản còn khá nguyên vẹn. Đây là khám phá mới nhất có niên đại từ thời tiền Inca vừa được tìm thấy tại khu phức hợp khảo cổ ở ngoại ô thủ đô Lima. Xác ướp còn trong tình trạng khá tốt và được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ dưới lòng đất cùng với nhiều đồ tế lễ, đồ gốm và các vật phẩm khác. Trước đó, cũng tại địa điểm khảo cổ này, các nhà khoa học đã tìm thấy hài cốt của 8 trẻ em và 12 người lớn, được cho là đã thiệt mạng trong một nghi lễ hiến tế khoảng 800 đến 1.200 năm trước. Peru có hàng trăm địa điểm khảo cổ trên khắp cả nước, bao gồm thành cổ Machu Picchu của người Inca, các đường kẻ Nazca, các thiết kế đồ sộ ở vùng sa mạc gian biển Incan hơn 1.500 năm trước. Khoảng 1.400 đạo cụ và các đồ vật mang tính biểu tượng của Hollywood vừa được bán đấu giá tại Beverly Hills. Đây đều là những vật phẩm có giá trị hơn 100 năm tuổi, mang nhiều dấu ấn của bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Cây đũa phép thuật của Harry Potter, trang phục của các diễn viên trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao, chiếc gián trượt bước ra từ siêu phẩm nổi tiếng Back to the Future, và cả các vật phẩm trong bộ phim Cleopatra năm 1917. Đây thực sự là cơ hội vàng cho những ai là fan hâm mộ của điện ảnh thế giới muốn sở hữu các biểu tượng có tuổi đời hơn 100 năm tuổi này. Hơn 1.400 đạo cụ điện ảnh đã được Julian Auction đưa ra đấu giá của tuần qua. Mức giá thấp nhất là 91.000 đô la Mỹ và cao nhất là 260.000 đô la Mỹ. Với sự phát triển như hiện nay, trí tuệ nhân tạo có khả năng tạo nội dung mới như mong muốn chỉ trong một thời gian siêu ngắn. Thế nhưng trong lĩnh vực nghệ thuật và hội họa, nơi sự sáng tạo là sự sống, trí tuệ nhân tạo đang gây ra những tranh luận nóng về bản quyền. Chris Castanova là một họa sĩ vẽ tranh ở thành phố New York của Mỹ. Cách đây không lâu, cô thực hiện một bộ truyện tranh mang tên Zaria of the Dawn. Trong đó có những hình ảnh được trí tuệ nhân tạo thực hiện. Lúc đầu cô được công nhận bản quyền cho tác phẩm của mình, bao gồm cả phần hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Điều đó khiến Castanova rất vui, bởi nó đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ có quyền được pháp luật bảo vệ cho các dự án nghệ thuật trí tuệ nhân tạo của họ.
Nhưng vào tháng 2 năm nay, cơ quan bản quyền Mỹ quyết định không công nhận phần hình ảnh trong bộ truyện là tác phẩm của họa sĩ. Lý do là bởi những hình ảnh này được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, không phải do con người. Họ vẫn cho phép Castanova được phép giữ bản quyền về cốt truyện và bố cục hình ảnh do tác giả sắp xếp. Hiện tại, các nhà phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, Midjourney, Stability phải đối mặt với một số vụ kiện vi phạm bản quyền. Sarah Anderson, một trong những nghệ sĩ, cho biết việc cấp bản quyền cho các tác phẩm trí tuệ nhân tạo sẽ hợp pháp hóa hành vi trộm cắp. Nhìn chung, những tranh luận về bản quyền giữa con người và trí tuệ nhân tạo chưa có hồi kết, chắc chắn sẽ tạo nên những cuộc tranh cãi lớn trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.